Bà ngồi dậy không nổi. Thôi để tôi đỡ bà lên nha. Giờ sao ta? Có nên vô không? Tôi sắp được đi với bà rồi. Bà hãy chờ tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục ở cạnh nhau. Tôi sẽ đưa bà tới nơi nè. Chỉ có tôi với bà mà thôi.